Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày và phát lại vào 15 giờ chiều ngày hôm sau. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Nửa trái dưa hấu và bài học sâu sắc về tình nghĩa vợ chồng. Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi. Mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh. Tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành. Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà, cô ấy vừa than thở. Chết khát mất, nóng chết mất. Mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra. Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi. Nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhắc ấm nước lên. Bên trong cũng không còn một giọt nào. Thế là cô ấy đột nhiên phát cáo. Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì? Tôi cũng giận dữ. Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế? Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được. Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi. Họ vừa thấy tôi liền hỏi, sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi? Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác. Tôi không cho là đúng. Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu. Bố tôi vừa cười vừa nói, con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa. Ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến. Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi. Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua giấm chua. Đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con đi ra ngoài rồi. Nói xong, bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói, nhìn con nóng quá, đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi. Nửa trái dưa hấu cũng chừng 4-5 cân, ông đưa cho tôi một cái thìa. Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn. Tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để. Ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi. Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi, con xem chúng có gì khác nhau. Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn. Nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu. Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói, một nửa này là con ăn, còn một nửa kia là vợ con ăn. Bố đều nói cho hai đứa là, nếu như ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn. Con nhìn vợ con ăn thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn. Người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ. Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều. Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. Bố tôi nói ý tứ sâu xa. Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước, con vì việc ăn dưa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khứa. Điều đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa.
Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người. Bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình. Khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút sưởi ấm cho nó. Mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại, khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng nước lạnh đổ vào nó, thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh. Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần con sẽ thấy thế nào? Thật sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa. Đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng. Tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ. Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi. Vợ tôi cười. Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi. Bố tôi cũng cười. Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi. Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau. Hãy cảm thông với một nửa của bạn. Đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân mình. Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu, mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà. Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt cười sáng lạng. Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương, có thể có người nói với bạn rằng: "Không sao cả, có anh ở đây rồi." Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Vợ càng dịu dàng, chồng càng thành đạt. Người phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Người xưa có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người đàn ông dẫu thông minh, tài giỏi đến đâu, khi về nhà vẫn luôn cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Bởi vậy, đằng sau người đàn ông thành đạt luôn cần một người phụ nữ chu toàn. Vợ hiền đức, chồng được bình an. Từ xưa, cổ nhân đã dạy rằng: thê hiền phu an, nghĩa là vợ hiền đức thì chồng được bình an. Ngày nay, hiền đức của người phụ nữ thể hiện từ những điều tưởng nhỏ trong gia đình, nhưng lại là những điều khiến người đàn ông của họ luôn hút hướng về nhà. Người vợ thường xuyên chăm chút cho ngôi nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho và hấp dẫn như bản thân cô ấy. Khoang bếp của cô ấy luôn ấm áp, chào đón chồng con bằng những món ăn ấm nóng. Phụ nữ đoan trang tề chỉnh, có tấm lòng thiện lương sẽ mang đến phúc đức cho con cháu. Một gia đình có bàn tay chăm chút của người phụ nữ sẽ ấm cúng, yên vui. Người già có được bữa cơm ngon, ăn mặc được chỉnh tề, người chồng sẽ có cuộc sống chỉnh chu, thành công trong sự nghiệp. Chồng con của cô ấy sẽ rất háo hức khi ngắm và chọn những ly nước phù hợp với sở thích của mỗi người trong gia đình. Phụ nữ ôn nhu dịu dàng như nước để nâng đỡ gia đình lên. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước.
mà nước lại đại diện cho tài lộc. Vậy nên phụ nữ trời sinh mang tài mệnh, còn tài lộc của người đàn ông giới hạn trong ngũ hành, cũng là bị giới hạn trong nước. Nước chảy chỗ thấp, giống như người phụ nữ trong gia đình, nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Một cách rất tự nhiên, gia đình sẽ hưng vượng. Những người phụ nữ mạnh mẽ, bình đẳng nữ quyền, thực ra là đang đánh mất đi bản chất nước của mình. Bởi khi tranh giành vị thế với nam giới, phụ nữ sẽ khiến người đàn ông cảm thấy bức bối. Người phụ nữ trong gia đình hay oán giận, cáu gắt sẽ khiến vận mệnh của người chồng kém may mắn. Gia đình từ đó cũng khó mà hạnh phúc. Một người phụ nữ có tốt hay không, chỉ cần xem cách người đàn ông của họ yêu thương họ như thế nào. Đàn ông là trụ cột, phụ nữ là phong thủy của gia đình. Người xưa quan niệm rằng đất có tính nhu hòa, có thể nâng đỡ vạn vật. Nước mềm mại dường như là yếu nhược, nhưng lại có thể đẩy thuyền đi. Người phụ nữ chính là được ví với đất và nước. Họ ôn hòa, nhu mì, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh phi thường, lớn lao, có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho người đàn ông. Một gia đình có hạnh phúc, có bình an, con cái có đức, có thành tài hay không, người chồng có được cuộc sống chỉnh chu hay không, thì 8-9 phần là do nữ chủ nhân trong nhà quyết định. Phụ nữ đoan trang tề chỉnh, có tấm lòng thiện lương, sẽ mang đến phúc đức cho con cháu. Một gia đình có bàn tay chăm chút của người phụ nữ sẽ ấm cúng, yên vui. Người già có được bữa cơm ngon, ăn mặc được chỉnh tề. Người chồng sẽ có cuộc sống chỉnh chu, thành công trong sự nghiệp. Cổ nhân dạy, hảo nữ nhân hội vượng tam đại, phôi nữ nhân hội hại tam đại. Nghĩa là người phụ nữ tốt sẽ giúp ba thế hệ hưng thịnh, người phụ nữ xấu sẽ làm ba thế hệ bại hoại. Người phụ nữ tốt không phụ thuộc vào quyến rũ bề ngoài, mà là ở vẻ đẹp nội tâm. Phụ nữ không ngừng hoàn thiện bản thân, kỳ thực cũng chính là đang chăm chút cho phong thủy của chính gia đình mình. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Khán giả cuối cùng và sổ tiết kiệm cuối cùng trong cuộc đời. Người vợ là khán giả cuối cùng trong cuộc đời người chồng, còn người chồng là sổ tiết kiệm cuối cùng trong cuộc đời người vợ. Gọi là khán giả cuối cùng là chỉ đời người đàn ông bất kể trôi qua như thế nào, người chứng kiến giây phút họ chào từ biệt cuộc đời không ai khác mà thường chính là người vợ của họ. Gọi là sổ tiết kiệm cuối cùng là chỉ người phụ nữ về già, cho dù có ngũ đại đồng đường, con cháu quây quần, nhưng có thể vô tư hầu hạ họ đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thường chỉ có thể là người chồng của họ. Nhìn chung, vợ chồng vì yêu mà phát triển, vì tình mà vững bền. Chữ tình này chính là thân tình và ân tình. Một đôi vợ chồng dù hình thức bề ngoài khác xa nhau vẫn có thể bạc đầu giai lão. Một đôi vợ chồng khác biệt xa nhau về học vấn vẫn có thể chung sống đến cuối đời. Một đôi vợ chồng thời trẻ luôn ẩu đả, tranh cãi nhau, nhưng khi về già lại tương kính như tân. Lý do chính không phải ái tình giữa họ tăng lên bội phần, mà vì trong cuộc sống thường ngày, đồng cam cộng khổ, đã để tích lại quá nhiều ân tình. Loại ân tình này thông thường không phải do có được từ giai đoạn may mắn, hạnh phúc tràn đầy, mà đến từ giai đoạn đồng cam cộng khổ, hoặc liều mạng tương trợ khi một bên rơi vào khốn khó,
hoặc một bên chuyên tâm chăm sóc trong lúc bên kia bệnh hoạn, hoặc vô oán vô hận trong những ngày tháng tối tăm. Thứ tình cảm này không thể dùng bất cứ lợi ích vật chất hay danh vọng nào có thể thay thế được. Trong hai chữ ân ái giữa vợ chồng nơi thế gian thì ân ở trước, ái ở sau. Đó chính là sức nặng của ân tình đã vượt xa ái tình. Đời sống vợ chồng, thời son trẻ là bạn bè, thời trung niên là hỗ trợ sự nghiệp, tới lão niên biến thành cha mẹ của nhau. Do thời gian chung sống lâu dài, tình cha và tình mẹ tiềm ẩn trong mỗi người sẽ đến lúc bộc lộ ra, dần dần thành cha mẹ của nhau. Lúc này, cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm, dù thời trẻ phạm bao nhiêu sai lầm tưởng như không thể tha thứ, hoặc từng gây cho mình bao nhiêu tổn thương, nhưng vẫn có đủ lòng bao dung để sẵn sàng chấp nhận nhau. Nói nghiêm khắc, đây mới gọi là tình yêu. Cho dù tình yêu này không có bao nhiêu phần lãng mạn, nhưng do tràn đầy thân tình và ân tình đùm bọc che chở nhau, vì thế dù phần ái tình có ít ỏi, nhưng hôn nhân vẫn ấm áp và đầy đặn.